បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកពីបញ្ហាមួយទាក់ទងទៅនឹងការការបង្កើតការ convert ឯកសារ word ជាប្រភេទពួក limon មកខ្មែរ unicode ឬក៏ពី unicode ទៅ limon ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នគេឈប់ប្រើពួក font limon នេះហើយបើសិនជាអ្នកអរគ្នាមានតម្រូវការទាក់ទងទៅនឹងការ convert ឯកសារ limon នេះទៅ unicode អាចធ្វើតាមខ្ញុំទី1ចូលទៅកាន់ website នេះខ្មែរ kaunico.com ហើយ download កម្មវិធីនេះបាទ download កម្មវិធីនឹងហើយដំឡើងវាបាទដំឡើងវាទៅនេះខ្មែរ converter នេះដំឡើងវាទៅបាទបន្តមកទៀតនេះកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានដំឡើងបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកម្មវិធី open office បាទនេះ open office យើងអាចចូលទៅកាន់ website ខ្មែរ open office បាទ open office បាទបាទចូលទៅកាន់ website ដើម្បី download វាយើងចូល website ហ្នឹងទៅហើយចុចពាក្យ download ចុច download មកនេះ page open office version ប្រហែលក៏បានដែរបាទ version 3ក៏បាន version Chrome ហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះគាត់តែយើងអាចបើកឯកសារ Word ហ្នឹងបានបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែមានពពួកឯកសារMicrosoft Word បាទដើម្បីធ្វើការអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើការ convert ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទី1ខ្ញុំបើកឯកសារជា Word បាទជាពពុះខ្មែរ limon ឧទាហរណ៍ថាគេឯកសារនេះចាស់បាទនេះឯកសារ Word ដែលជាប្រភេទ file limon បាទគេប្រើ limon R1 បាទហើយនឹងពួកខ្មែរ S1 អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ copy ទាំងអស់បាទ copy ទាំងអស់មកយើង select all មកបាទហើយ copy ជួយពីតែ copy នេះបន្ទាប់ពី copy ហើយបិទវាចោលបើយើងមិនបិទទេយើងអាច open office របស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអត់ដំណើរការអញ្ចឹងយើងបិទចោលបាទយើងបិទចោលហើយតែសារយើង copy ហើយហើយបាទបន្តមកទៀតយើងមកបើក open office ខ្មែរយើងមកយើងคลิกស្ដាំមកកន្លែងនេះคลิกស្ដាំឬក៏យើងអត់ដឹងទេយើងអាច search ក្នុង program file នេះក៏បានដែរបាទដាក់ថា office writer នេះឯកសារអត្ថបទចុចឡើងមកហើយផាសវាមកបាទផាសផាស control v ក៏បានដែរបាទលឿនខ្ញុំបកប្រែរដែរបាទបន្តមកទៀតយើងបិទវាចោលបាទវាចោលហើយរក្សាទុកហើយដាក់ឈ្មោះមកខ្ញុំដាក់លើ desktop ដាក់ថាខ្មែរ convert បាទខ្មែរ convert 09បាទហើយ save មកហើយបិទចោលបន្តមកទៀតយើងបើកខ្មែរ convert បាទខ្មែរ converter បើកមកបាទបន្តមកទៀតយើងមានជម្រើសLegacy to Unicode ឬក៏ Unicode to Legacy Legacy to Unicode បានន័យថាពីពពុះ font សេរីចាស់មកខ្មែរ Unicode ដល់ Unicode to Legacy បានន័យថា Unicode ទៅសេរី font សេរីចាស់អញ្ចឹងយើងសាប់តាម select ឯកសារដែលយើងចង់ convert មកបាទចុចលើនោះមកហើយចុចដាក់លើ desktop យើងមកពាក្យថាបាទនេះខ្មែរ convert 09ហើយចុច open មកបន្តមកទៀតយើងប្រភេទ document document យើងជាប្រភេទ DOT អញ្ចឹងយើង select លើនេះក៏ DOT ដែរបើយើងប្រភេទជា plain text បានន័យថាជា notepad ឬក៏ជាប្រភេទ plain text យើង click ហើយនឹងមកតែបច្ចុប្បន្នគឺឯកសារយើងជាប្រភេទ ODT អញ្ចឹងចុចហ្នឹងមកហើយនេះកុំប៉ះពាល់វាសោះវា automatic convert ទៅហើយបាទហើយនេះយើងអាចចុច override font ក៏បានដែរ
Overiphone bạn đây tha dương sum sum tới override bạn đây tha dương cầm nát sai vì để việc convert đường tới là tập môi các bạn là tập môn phần mang các bạn thấy này chỉ phép phần này dương việc convert tới mà Unicode mà những anh phải bạn bong ấy các bạn này cho anh phải bạn bong mới tôi mới thích cho việc tha convert thế thì đó dương một bạc mơ anh sai dương convert này cứ convert it my Unicode và vì chị anh sai là dương bạn convert hai cứ chỉ tới ca sập bầm buồn rồi có ca sập bầm bị rồi cứ ok tại tao một phần tại bộ format xong thật nâng ai phần và tại bộ sân dịch format và hai chị biết khó nè đôi chị thẻ bò đôi chị bài anh thì tôi chạy tay nhưng mà nó như ai kè cũng cả một thêm đây và đi cứ vì ok và nắng á trong những ai copy hình nắng copy vì mất control C hai giờ một bạc không vợt mất và giờ mà cài không vợt trên thầm đá của bạn này và bạn làm tiếp rồi cứ nè mai những cột bàn bó ôi tập hợp bộ lý môn về công bật từ mai những cột thằng nào bạn chẳng chỉ trong mình chấp làm vậy thôi cả công bật bán nè ở phía tới tài miền Open Microsoft Office Word tạm tiết thời tạm miễn cam thì convert và tạm thì convert đứng hay thì bấy thời tạm miễn của Open Office chỉ bị sạc máy bạn miễn cho từ căn website đồng bài download thời bạn cứ về free chỉ ăn cực thay thì chẳng càng nghe dân convert cứ lươn và ba bữa sân chỉ miễn chúng ngọt ấy để tương tự nâng cao convert xong dù không nơi khả năng comment càng cao và xong một cốt hãy cùng lại subscribe đồng bày từ tổ bàn cần lưu thông mây hãy like lưu cao tiền và xong một cốt.